Hôm nay cô sẽ tiếp tục nè. Cô sẽ làm tiếp cái phần down ha. Down xong rồi bây giờ làm layout nè, đổ dữ liệu lên nè. Thì cô mô tả lại một chút về cái list view, cái adapter ha. Thì các bạn lưu ý là cái adapter là cái cầu nối giữa cái dữ liệu ha các bạn. Cái này cô gọi là data source ha. Data source đó à, cái này là cái dữ liệu ha à, đó rồi. Và các bạn có một cái là cái này ta gọi là adapter view, cái này ta gọi là adapter view. Thì adapter view thì có thể là list view nè, đúng không? Recycle view nè. Rồi, grid view nè, spinner nè, vân vân, gallery nè, nhiều thứ lắm. Cứ cái nào mà danh sách thì nó đều gọi là adapter view. Thì để đổ dữ liệu lên adapter view thì các bạn phải có một cái cầu nối. Cái này tao gọi là adapter ha. Đấy, cái này tao gọi là adapter. Ok, đó. Thì anh này anh ấy đổ dữ liệu lên à, thông qua cái adapter thì anh mới đổ dữ liệu lên cái adapter view ha. Đó vậy thôi. Và anh này anh trung gian adapter này, mình bây giờ mình sẽ, bữa trước là các bạn đã làm được cái database nhưng mà chưa lấy ra được data source ha. Thì bây giờ mình sẽ làm từng bước nè. Thì đầu tiên sẽ cô sẽ tạo cái adapter view trước ha. Đây. Ở đây thì cô sẽ thêm một cái recycle view. Đây ở giao diện này. Thì tạm thời cô để linear layout các bạn nhìn cho dễ ha. Linear layout. À thế cô để luôn là cái relative layout luôn đi. Hả? Nếu để cho bạn nào mà muốn làm thêm cái thêm nữa. Đúng không? Ở đây cô sẽ tạo một cái recycle view. Recycle view. Đấy, cái này cô để là match parent và chiều cao cô cũng để match parent luôn. Thì chắc chắn là anh này các bạn phải để cái ID rồi ha. Recycle view. Recycle view, cái này là thành viên. Đó. Nail anh này đi ha. Nail ở top chẳng hạn là align parent top để là true. Rồi. Các bạn thêm cho cô một cái icon để insert. Đúng ạ, các bạn dùng cái floating action button ha. Floating action button. Đó, các bạn để là wrap content ha. Đó. Đấy là cái anh mà góc trên cùng này nè. Các bạn thấy không ạ? Bây giờ các bạn neo anh này lại. Trước tiên là các bạn đặt cho cô cái ID ha. ID là floating action button add thành viên ha. Add TV. Được chưa? Rồi neo nó lại nè. Là align parent right. À, true. Đấy, để sang bên phải. Và align parent top bottom là để bằng true luôn. Đấy, nó đẩy xuống dưới nè. Đó. Và đây thì các bạn thấy là đẩy anh này. Đúng không? Thì anh này các bạn muốn cho nó ấy, các bạn để cái margin. Margin là 8 dp đi ha. Rồi, còn anh recycle view thì các bạn đẩy lên, đừng có để nó đè dữ liệu ha. Thế đấy, cô để của nó là above, phía trên. Phía trên của cái anh là add TV, đấy nó đẩy lên nè. Thấy chưa, nó đẩy lên nó sẽ không bị cái này đè lên. Đấy, nó cuồn thì cuồn trong này thôi, cái này không ảnh hưởng gì. Thấy chưa? Xong cái giao diện ha. Đấy, cái này nè. Cái này tôi gọi là Adapter View. Bây giờ vào cái activity, các bạn khai nó thôi, khai báo nó thôi là recycle view. Đó, recycle view. Được không? Đó, recycle view sẽ gắn bằng file view ID r.id. Recycle view thành viên ha. Cái này của thành viên. À, xong rồi đấy. À,
Để nạp cái này lên đây thì các bạn nhớ là có thêm hai dòng lệnh nữa, cái dòng lệnh mà cái layout manager ha, layout manager đúng không? Layout manager sẽ gắn bằng linear layout manager đúng không? New hả? New, new new linear layout manager, các bạn truyền cái thành viên activity vào. Cái này là context ha, chấm div vào. Rồi, sau đó thì recycle view chấm set layout manager, đưa cái layout manager vào. Đấy. Thêm hai cái dòng này cho cô ha. Ok chưa? Rồi. Vậy là cô đã xong phần thứ nhất là tạo được một cái adapter view. Được chưa? Bây giờ cô sẽ khơi data source cô làm sau đi ha. Rồi cô tạo một cái adapter trước nha. Bây giờ đến cô tạo adapter nè. Đây, các bạn thấy là vào đây thành viên adapter nè. Đó, thì các bạn extend, được chưa? Extend cái recycle view adapter, gọi chữ adapter đi ha. Recycle view, thôi gõ cái này nhanh hơn, recycle view chấm adapter, chấm adapter. Đó. Rồi, bây giờ khoan đã viết cái gì cả. Ok chưa? Khoan đã viết cái gì cả. Rồi, bây giờ các bạn tạo cho cô một cái view holder ha. View holder. Thì để mà tạo view holder này, các bạn có một cái layout. Mà layout mà kết hợp với cái recycle view á, thì các bạn biết là card view đúng không? Thì bây giờ cô sẽ tạo một cái card view ha. À, đây. Cái layout này nè. Các bạn tạo một cái thành viên item đi ha. Đấy, một layout resource file. Các bạn tạo là thành viên item đi ha. À, ok chưa? Đó. Và sau đó các bạn sẽ sửa lại cái này, cái code của nó giúp cô. Đây. Cái này thì các bạn không để constraint layout mà các bạn sẽ để cho cô là cái card view ha. Đấy, card view. Ok. Thì cái card view này thì các bạn trong card view này các bạn muốn bố trí cho nó đẹp thì các bạn có thể để một cái relative layout. Cái này là các bạn để match parent. Cô để grab content đi. Grab content. Cái anh này cô để grab content luôn. Đúng không? Đấy. Rồi. Thì ở đây các bạn đặt cho cô là dữ liệu các bạn sâu lên, các bạn muốn lấy cái gì. Tức là không nhất thiết các bạn phải sâu lên hết đâu nhá. Đấy, có gì thì sâu lên đấy. Thì nó hơi bị nhiều. Cho nên là các bạn chỉ sâu một phần thôi. Giờ các bạn có mã thành viên, tên thành viên là hai này sâu ra nè. Đúng không? Đấy, giới tính thì thôi khỏi cũng được, ngày sinh khỏi cũng được, cái hình nè, đúng không, cái số điện thoại email. Vậy cô sẽ là gì đấy ạ, 1, 2, 3, 4, 5, cái hình nữa đúng không. Đó, thì bây giờ cô sẽ bố trí nó dạng như thế này. Đây, nó là một cái hình đúng không ạ, cái hình thì các bạn để là cái image view. Đấy, các bạn để là wrap content. Wrap content tạm thời để vậy ha. Đó. Các bạn cho cái hình vào. Draw. Drawable. Có cái hình nào đẹp đẹp nhỉ? Cô lấy cái hình này đi. Cô lấy mấy cái hình avatar. Hình làm avatar đâu, desktop. Đây. Vài cái hình avatar cho vui ha. Đấy, hình nhỏ nhỏ thôi, đừng có hề để hình bự quá. Đúng không ạ? Rồi. Copy vào đây. Đừng copy cái dưới nhá, copy cái trên nhá các bạn. Ok. Rồi. Đấy, và các bạn chọn cái hình. Bây giờ cô để là hương tt đi. Đấy, để cho vui thôi. Đấy, bự quá đúng không? Bự thì cho nhỏ lại.
Cái này là để là 50 dp đi ha. Đấy, cũng 50 dp hơi nhỏ hả? Nếu mà nhỏ các bạn coi cái tùy cái kích thước nó hợp lý ha các bạn. Đấy. Đấy. Bình thường một cái 48, cái này mấy dòng, 1 2 3 4 dòng. Thì cái này cho các bạn cho khoảng 80, 100 đi. 100. Đó, bự ơi là bự. Cái này 100. Đúng không? Trời ơi, rồi ok. Rồi bây giờ neo nó thôi. Neo nó trên, neo nó trái đúng không? Align pattern. Top là chú. Chú. Align pattern. Left là chú luôn. Để cho cái layout các bạn cho vững ha. Rồi các bạn lưu ý phải đặt ID cho nó nè. Image view hình. Avatar hoặc hình gì đấy ha, hình đại đi đó. Rồi bây giờ các bạn bên phải này các bạn đặt là ID rồi gì đó thì anh relative layout này nè, tôi để cái padding của mình là padding là 8 dp đi ha. Đấy. Ok chưa, đi mục tiêu rồi thấy không, nó sẽ cách một xíu. Rồi rồi bây giờ các bạn đặt cho cô là anh này cái margin right, margin right các bạn để cho cô là 8 dp để nó cách bên phải chút xíu nha. Rồi bây giờ các bạn để cho cô bốn cái text view. Text view. Một cái là để ID, một cái để tên đúng không? Wrap content luôn. Đấy, các bạn để là mã text, các bạn để tạm thời để lên là mã sinh viên. Rồi, bây giờ neo nó thôi. Đúng không? Đây. ID là text view mã thành viên đúng không, mã thành viên chứ không phải là sinh viên đúng không? Ok rồi, nail top nè, align parent top là chu, rồi chu right off bên phải của anh nào, của anh hình đấy, nó đẩy sang bên phải của anh hình là thế không. Ok rồi, anh này layout này như các bạn để là match parent cho cô cho nó dài ra nè. Đó, thấy chưa? Được một cái nên mình có bốn cái. Thì mình copy nó lại nè. 2 3 4. Được chưa? Rồi, cái thứ hai. Cái thứ nhất là mã, cái thứ hai là cái tên. Cái tên này thì nó không neo, nó bên phải này đúng rồi nhưng nó không neo top mà nó phải nằm dưới below. Thì anh ID là mã, thấy chưa, mà anh này cô các bạn để chữ tên cho cô xong ha. Rồi copy cái ra, cái thứ hai là số điện thoại đúng không, đúng chưa, nó cũng ở dưới, anh này là below thì anh là tên đấy, đẩy chưa. Rồi anh này là gì? Anh này là email. Ok. Thì anh này là các bạn không để mã mà các bạn để là gì đấy ạ? Thì là 0 1 2 3 1 2 3. 1 2 3 như vậy. Đúng không? Anh này thì anh nằm, anh này là email. ttamocfpt.edu.vn chẳng hạn. Thì anh này nằm dưới cái anh nào? Below cái anh, below cái anh số điện thoại đúng không? Đấy, thế thôi. Rất là nhanh đúng không? Rồi các bạn cho mấy anh này dán ra xíu là margin top. Margin top là 8 dp. Đúng chưa? Copy anh này lên. Đấy. Là nó dịch đều cả. Đấy chưa? Đó, vừa đẹp đúng không? Ôi giời, quá chuẩn. Được chưa? Rồi, các bạn thêm cái hai cái icon vào đây nữa, rồi tôi thêm luôn cho nó đẹp nè. Đúng không? Rồi thêm luôn nhá, thêm hai cái icon vào đây. Hai icon vào đây, hai icon là edit delete. Các bạn có thể làm kiểu khác tùy các bạn. Cô làm kiểu cơ bản cho các bạn thôi. Các bạn tạo cho cô hai cái icon. Đó. Ở đây new. Đấy.
Vector Asset Edit chưa? Ok, màu gì thì mình được chưa? Cái này các bạn để 48 như vậy, tôi để 40 thôi, để 40 thôi. Ok, next, được chưa? À, đặt tên lại ha, thì dài quá rồi nó mất công. Đấy. Giờ finish rồi, tương tự anh kia new cái mới vector, cái này là delete được chưa, cái này cũng 40, anh này đặt là delete cho cô. Ok, xong rồi, add hai anh image view vào đây nữa, vào góc bên phải nữa, đó là image view, copy luôn hả, copy anh này luôn, thấy chưa, rồi gõ, rồi nó đẹp vào đây rồi nè. Cái này là edit thành viên đúng không, width là 40, anh này là 40 luôn, như vậy thấy 40 luôn, 100 luôn, ghê thật. Rồi cái này các bạn đổi, cái này là icon edit đúng không, hơi bừ nhỉ, 35, 35 đó, như vậy. Rồi neo nó lại, neo bên phải nè các bạn, align mountain top đúng rồi, right, cái này là các bạn để là right, đó nó để bên phải thấy không. Rồi anh này copy thôi. Đó, cái này là delete ha. Đó. Và anh này thì không neo top, anh nằm dưới. Below. Đó, image view. Edit. Đó, hình này sẽ là hình delete. Và marine top để 8 dp hoặc 10 dp tùy các bạn. À, đẩy làm sao cho nó nhìn cân bằng. Đấy. Cái này hơi nó không cân bằng lắm đúng không, anh này cần đẩy xuống thì các bạn để cái marine top tùy các bạn đi ha. Đấy, đẩy xuống nhìn nó cân bằng thôi, đẹp đẹp cân bằng là được rồi đó, xong. Rồi anh cạt view này các bạn để cho nó bó góc. Đây là corner, corner radius là để khoảng 8 dp, 8 hoặc 6 dp. Rồi con để mà đổ bóng thì là really cạt elevation là để đổ bóng đúng không, có insert xa đầu rồi cái gì tùm lum xa đầu á, thích dùng anh này thì dùng như thế, nó có các loại xa đầu, còn không các bạn để xa đầu của nó bao nhiêu, tỷ lệ bao nhiêu, ví dụ 5 dp chẳng hạn, cái độ bóng của nó, ok chưa. Rồi nó có các loại xa đầu khác nhau rồi, ok. Rồi các bạn muốn tách nó ra khỏi anh này, nó có cái viền đúng không. Thì để là cái margin hả? Margin hả? 8 dp. Đấy là anh này. Thấy chưa? Rồi các bạn để cái chiều cao nè, đừng có để chiều cao, không để match parent nha. Chiều ngang để match parent, còn chiều cao để wrap content nè. Đó. Đó, thì nó ra anh này. Có bó góc đó. Đấy, có bó góc xíu nè, thấy không? Đấy, đó xong, vừa xong cái cạt view ha. Rồi, bây giờ các bạn chuyển cái cạt view này, add nó vào trong cái thành viên adapter. Thì bây giờ các bạn tạo cho cùng cái view holder ha. Đó, các bạn để là class, tạo một class là thành viên holder đi ha.
Các bạn kế thừa cái anh view holder. À, anh view holder của recycle view. Rồi. Anh này các bạn phải thêm một con cutter là thành viên holder. Rồi, đưa cái view vào ha. Đó, view. Tức là các bạn nạp cái view các bạn vừa tạo xong ấy, nạp cái view này vào đây luôn à. Đúng ạ. Gọi là super, đưa cái view vào. Ok chưa? Rồi bây giờ mình khai báo nè. Mình khai báo các cái thành phần để tham chiếu. Hiện tại là mình có mấy cái đối tượng cần tham chiếu nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái. Trong đó 3 image view và 4 cái text view. Vậy mình khai báo ra đây. Image view. Đó, image hình. Image view edit. Image view delete đúng không? Rồi. 4 cái text view. Ok. Text view gì ạ? À? Text view mã, text view tên, text view số điện thoại, text view email. Đó, đủ rồi đó ha. Rồi mình còn một cái card view nữa. Các bạn mà muốn tác động với card view này nè. Thì card view này các bạn cũng đặt cho cô cái ID. ID ha. À, card view. Card view của anh thành viên ha. Đấy, muốn tác động lên cả cái card view này thì mình phải bà tạo thêm anh này nữa. Các bạn cần dùng cái gì các bạn khai báo cái đó thôi. Đó. Card. Ok. Rồi. Thì cái này là mới khai báo thôi. Còn cái bước tiếp theo các bạn mới là tham chiếu tới ID nè. Hiện tại là mình đang nạp vào cái view này. Thì bây giờ mình phải tham chiếu ID thì mình tham chiếu ngay ở trong này luôn. Đó. Image view hình. Sẽ gán bằng view chấm file view by ID, r.id. Chỗ này mà bây giờ vẫn còn nhiều bạn chưa hiểu ha các bạn. Đó. Vẫn chưa hiểu thì không biết các bạn không biết là sao nè, image view. Rồi, cô import cái r vào đi ha. Đó. Đó, id chấm image view hình. Đấy, chỗ này thì nhiều bạn cũng không hiểu tại sao lại tham chiếu như thế này. Bởi vì hiện tại á, cái view của mình á, đang nạp vào đây. Nếu các bạn là dùng activity nè. Nếu các bạn là dùng activity thì hiện tại là cái view nạp trực tiếp vào cái activity nè. Cho nên tôi lấy là file view by ID trực tiếp luôn. À, nhưng trong trường hợp này thì cái view thì nó nạp vào cái card view này, cái view đây. Cái layout nạp vào cái view này, cho nên cô muốn tham chiếu tới cái ID thì phải là view.file view by ID ở đây. Đó, thì chỗ này là vẫn có nhiều bàn vẫn ảnh xa vẫn tham chiếu nó vẫn bị sai đấy ha. Cô copy 7 cái, 2, 8 cái chứ 2, 4, 5, 6, 7, 8. Cái đầu tiên có thể các bạn để cái card view cũng được nè, để đâu tùy mình ha. Image view hình, image view edit nè. Rồi, cái này là image view delete nè. Text view mã nè. Đúng không? Text view tên nè. Text view số điện thoại nè, text view email nè, còn cái này là card view nè. Rồi bây giờ mình sửa nhé, sửa đây nè, edit nè, delete nè, còn cái này mã nè, cái này là text view mã nè, text view tên nè. Rồi, text view số điện thoại nè. Text view email nè. Còn cái này là card view nè. Thành viên nè. Thấy chưa? Xong. Đó. Rồi, vậy là cô vừa làm xong một cái view holder. Trong đó cô vừa có cái phương thức, cái constructor để nạp cái view vào nè. Đồng thời là cô tham chiếu nè. Đó.
tham chiếu tới từng từng cái thành phần của nó thì các bạn tác động mới tác động được lên nó chứ. Rồi đây các bạn thêm cho cô cái này nữa nè. Ở đây là có dấu mốc nhọn nè. Bạn gõ cho cô là thành viên holder. Đó, xong chưa? Rồi bây giờ các bạn mới đưa trỏ vào cái chỗ mà bị lỗi, nhấn Ctrl E nè. Thì cô sẽ implement ba cái phương thức này. Đó. Đấy, các bạn để ý nhá. Chỗ này nè, nếu bạn nào mà để cái view holder. Đó, sau các bạn implement cái sau này các bạn làm viết lại cái view holder riêng mình ấy là các bạn phải sửa lại. Đấy, cho nên cô sẽ viết tuần từ nè. Cô viết anh này trước, sau cô mới khai báo anh này vào đây. Cái này cô gọi là generic ha. Đấy, tôi xác định luôn là tôi đang làm việc với cái thành viên holder. Thì khi cô implement thì ở đây nó sẽ là thành viên holder nè. Thành viên holder nè. Không thì các bạn cũng phải mất công sửa lại nữa. Ok chưa? Rồi. Cái hàm thứ nhất đó là create view holder, các bạn nạp cái view vào đây. Cái hàm thứ hai là buy view holder, tức là nạp dữ liệu vào đây. Và cái này là trả về cái gì đấy ạ? Trả về cái số phân tử của dữ liệu ha. Rồi, bây giờ các bạn nhìn nhé. Thứ nhất là cô phải nạp cái view vào đây. Thì để nạp view thì cô dùng cái câu lệnh này nè. Layout inflator. Layout inflator, inflator bằng. Ở đây phải là một cái activity hoặc là một cái context. Nhưng mà hiện tại cái này nó không có context nha các bạn, cũng không có activity luôn. Các bạn truyền context cũng được, truyền activity cũng được luôn ha. Đấy, ở đây không có luôn. Mà không có anh này bởi vì anh là class bình thường cho nên anh không có. Anh không có thì các bạn bắt buộc phải truyền nó vào. Tại vì ở đây chắc chắn phải là một cái context ha. Đây, cú pháp của nó là như này. Giờ nếu là context thì cái này nè. Đó, nó phải là cái này, cái activity chấm. Mới get layout inflator. Đồng ý chưa? Nhưng mà anh này chưa có. Anh này chưa có thì phải làm sao? Anh này chưa có thì mình phải nạp nó vào, truyền nó vào. Phải truyền bằng thông qua constructor ha, public. Cái thành viên adapter. Đó, truyền đối số thứ nhất là truyền context cho cô. Context nè. Truyền đổi số context vào. Rồi. Sau đó mới gán cho một biến context ở ngoài. Gán cho biến context ở đây. Đúng chưa? Cái này gọi là biến class nè ha. Còn cái này là đổi số truyền vào nè. Đó, thì các bạn gán ngược lại cho nó dit.context bằng context. Đó, thì là ok ha. Là nó có rồi nè. Được chưa? Rồi tiếp nè. Rồi view. Bây giờ mình có tạo view nè, view nè. View sẽ gắn bằng inflator.inflate nạp nó vào ha. R.layout.thanhviên.item. Rồi. Đổi số thứ hai là view group là để cái parent ha. Đổi số thứ ba là để true hay false gì đó, thôi để null cũng được mà không cần cũng được. Được chưa? Rồi. Và sau đấy các bạn nạp nó vào cái thành viên holder. Tại vì các bạn cần trả về cái thành viên holder mà. Đúng không? Vậy tôi sẽ tạo một cái thành viên holder. Holder. Đấy. TV. Holder sẽ gắn bằng new. Thành viên holder. Truyền cái view vào. Tại vì đối số cô là view mà. Và cuối cùng các bạn return anh này. Return cái thành viên holder. Đó là xong. Các bạn, đôi khi các bạn sẽ thấy là nhiều cái chỗ người ta viết rất là ngắn bởi vì người ta viết tắt, viết gọn lại ha. Ở đây thì cô viết rời riêng ra từng câu lệnh để các bạn nắm nè. Ok chưa? Cái mình cần trả về là cái thành viên holder mà. Đấy, thì mình truyền cái view vào cho nó. Là xong rồi đó, xong cái bước này. Có nghĩa là các bạn đã nạp dữ liệu vào rồi, các bạn tham chiếu xong xuôi rồi. Coi như có hết rồi. Rồi đã xong cái hàm này. Bây giờ đến cái hàm tiếp theo là on by view holder. Thì các bạn biết nè, là các bạn nạp dữ liệu thì dữ liệu chưa có. Dữ liệu chưa có thì bắt các bạn phải truyền vào. Đây, truyền vào ha. Giống như context thôi. List. Thành viên. Đúng không? List. Đó, truyền vào cái anh này.
thì các bạn cũng phải có một cái chỗ để nhận chứ, đúng không? Có chỗ truyền thì cũng phải có cái biến để nhận. Để tôi dùng list chấm list, dán bằng list. Cái nào không có thì các bạn cứ truyền vào thôi. Đó, bây giờ có rồi nè, dữ liệu nè. Thì bây giờ các bạn mới nạp dữ liệu nè. Bây giờ cái này là các bạn nạp dữ liệu trên từng cái view một, vào từng cái view này một. Thì bây giờ để nạp dữ liệu vậy thì để xác định từng phần tử thì ta có cái biến position rồi. Bây giờ các bạn có một cái danh sách đúng không? Có một cái danh sách là list. Thì danh sách này là nhiều phần tử, nhưng mỗi lần nạp các bạn nạp một phần tử thôi. Và để xác định được một cái phần tử đó, ta dựa vào cái vị trí position. Nếu position là 0 thì nó sẽ là phần tử đầu tiên, một phần tử tiếp theo, hai phần tử tiếp theo, cứ thế nó cứ next 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 đúng không? Vậy thì chỗ này ta sẽ lấy bằng từng phần tử là bằng cách nào? Cô sẽ lấy là thành viên. Đó, TV sẽ thành viên sẽ gắn bằng cái danh sách list chấm get. Lấy từng phần tử nó thì dùng list chấm cái hàm phương thức get. Được chưa? Rồi. Bây giờ nạp thôi. Đấy. Thành viên holder thì có rồi, holder chấm video TV. TV mã. Đó, hình trước đi ha, hình thì image view hình. Chấm set image resource. Rồi bây giờ các bạn nhìn nè. Cái thành viên này, cái hình các bạn đang để là cái gì? À, đang để chuỗi cái tên hình đúng không? Để cái tên hình. Đúng chưa? Đấy. Thì các bạn truyền cái tên hình bằng cách nào? Các bạn ép kiểu thì nói giùm cô ha. Bây giờ nhìn nè. Các bạn thấy là cái hình của nó là kiểu chuỗi đúng không? Bây giờ mình sẽ có là string hình nè. Hình sẽ gán bằng cái thành viên chấm get hình. Nó trả về một cái chuỗi. Bây giờ cô phải ép nó thành cái resource ID. Thì cô ép kiểu như sau. Integer cái resource ID sẽ gán bằng, đầu tiên là các bạn get cái resource đã, tôi copy anh này luôn đây, chấm get resource đấy, get resource nè, lấy cái tài nguyên nè, được chưa, ok chưa, rồi chấm cái gì lấy cái gì. Get identifier nè. Identifier là ID đó, định danh. Rồi. Đối số truyền vào là cái name, tên hình. Đấy chưa? Đó, đối số thứ hai của nó là cái gì? Tôi coi đối số thứ hai của nó là cái gì nè. Nó là definition type, cái loại của nó là gì? Và cuối cùng là package, đúng không? Vậy đối cái cái của này là drawable đúng không? Draw able. Cái kiểu của nó là nó đang ở trong drawable đó, các bạn lưu ở trong này. Được chưa? Rồi. Làm cô cho các bạn hình thôi, làm thì cũng không đến mức cô cho hình đâu. Được không? Xong để các bạn gì đấy ạ? Các bạn ghét cái package đúng không? Cũng lấy cái anh này. Lấy cái package đúng không? Về chấm get cái package, package name, package get cái package name đúng không? Đó, ok, cô enter xuống dòng nhìn cho dễ nha. Đó, ép kiểu vào cái này, đưa vào cái red ID là xong. Từ cái tên hình phải ép làm sao cho nó ra được cái, ra được cái gì đấy ạ? Ra được cái ID của hình. Đây cái cách ghép, ghép của nó đây nè, ép kiểu nè. Được chưa? Rồi. Nếu các bạn không biết cái này á thì các bạn search trên mạng á, là convert từ cái image name to image resource ID ở trong Android là nó ra. Được không? Đây. Convert search cái nó ra. Convert image name to resource in Android nè. Được chưa?
Có hết ha. Auto này. Đây. Đây. Resort nè. Rồi get identifier nè. Đúng không? Cái này nè. Nó viết hàm mình không cần. Đây, chọn cái nào nó đơn giản chứ. Get activity. Draw Android nè. Đây nè, get package name nè. Được chưa? Package name nè. Drawable nè. Tên của nó nè. Get identity, get resource nè. Get identify nè. Tại sao cô phải có chấm đứng trước nó dài dòng như vậy? Đây nè. Bởi vì nếu các bạn mà ở trong activity thì các bạn không cần cái này nữa. Các bạn get resource luôn. Bây giờ ở đây là các bạn có thể là get resource luôn. À, nhưng mà bởi vì các bạn không ở trong cái activity, các bạn đang ở một cái class ở đâu đó, nó các bạn chỉ có truyền cái context vào thôi, thì các bạn phải ép kiểu nó như thế này nó mới được ha. Đó, kiểu nó như vậy, đúng không? Rồi mình ép được hình rồi, bây giờ mình ép thêm cái text ha. Folder.textView mã.setText thôi. Đưa cái text vào là cái hình, à quên, đưa là thành viên chấm get get mã đúng không? Rồi copy ha. Đó, có bốn cái. Cái này là tên, cái này là số điện thoại, email, và đổi này thành cái tên, số điện thoại, cái này là email. Okay, xong. Đó, bước này là cô đã xong rồi. Đã nạp dữ liệu xong rồi. Còn cái hàm cuối cùng là get item cao là trả về số phần tử của danh sách thì cô để là list chấm size. Được không? À, là vậy là cô đã viết xong cái adapter ha. Đấy, đã viết xong cái adapter. Cái này nó hơi dài cho nên cô nói các bạn mà làm sẵn á, làm trước rồi sau này các bạn lấy nó ra. Được không? Cái này làm dài lắm rồi. Vậy là cô đã làm xong adapter, bây giờ còn cái data source nữa thôi. Đấy, bây giờ mình qua cái thành viên activity để mình lấy dữ liệu ra nè. À, tại vì cái mình viết cái hàm để lấy dữ liệu nó nằm trong DAO, cho nên mình phải dùng nó ha. Vậy các bạn sẽ có là thành viên DAO, đó, TV DAO ha. Đó, rồi khai báo nè. TV DAO sẽ gắn bằng new thành viên DAO, à, truyền cái context vào, context là thành viên activity.dit ha. Rồi, à, để lấy dữ liệu nè, có copy xuống cái này xuống các bạn nhìn cho dễ ha. Đó, cái này là data nè, đúng không? Để lấy data nó nằm ở cái khúc này. Thì dữ liệu thì các bạn cũng khai báo một cái list ha. Tại sao? Tại vì là ở đây các bạn trả về một cái list mà. Thì bây giờ muốn lấy nó thì các bạn cũng phải khai báo một cái list thôi. Tại vì các bạn đang trả về một cái list đúng không? À, list bằng new array list ha. Ok chưa? Rồi, bây giờ các bạn có cái list gắn bằng cái tv down chấm get get all. Đó là xong. À, cô đã chuẩn bị dữ liệu xong rồi. Bây giờ cô sẽ đến cái khúc cô mới sử dụng anh adapter này. Vậy cô sẽ tạo cái anh adapter. Thành viên adapter. À, adapter. Rồi, các bạn cũng khai báo nó ra. Đúng không? Adapter sẽ gắn bằng new. Thành viên adapter. Rồi, mình cần truyền hai đối số. Đối số thứ nhất là cái context. Đối số thứ hai là cái dữ liệu, được chưa? Thì context thì là thành viên activity.dit. Còn dữ liệu của mình sẽ là cái list luôn, đúng không? Và sau để các bạn nạp vào recycle view thôi. Chấm set adapter. Được không? Đưa cái adapter vào. Vậy là xong. Đấy, các bạn phải tương binh từng cái ra nhá. Một là các bạn phải có dữ liệu, hai các bạn phải có cái adapter, và ba là các bạn phải có một cái adapter view.
Sau đấy các bạn mới nạp cái adapter này vào cái adapter view. Đấy, đầu tiên là các bạn phải truyền cái nạp dữ liệu vào adapter trước, sau đó mới set adapter vào cái adapter view ha. Đấy, nó rất các bước rất là cụ thể. Đấy, cô đi tạo từng cái một như vậy. Đấy, chỗ nào các bạn rõ chưa ạ? Thì bây giờ cô sẽ test thử cái anh này thành như nào PPT ha. Xem nó đã có chạy được chưa ha. Đây, cô cho anh này chạy trước thành viên activity. Thấy chưa? Chạy lên ha. Rồi, rồi văng lỗi nè. Bây giờ mình coi lỗi nằm ở đâu nha. Nếu mà lỗi thì cũng bình thường thôi. Đây, lỗi là SQLite nè. Có 7 column nhưng mà value các bạn truyền vào à, nó chỉ có 6 thôi. Ủa sao kỳ vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 thiệt. Ủa sao kỳ vậy? 7 column đâu ta? À, thành viên. Đây. Nó bảo lỗi rất là cụ thể nha. Lỗi 7, có 7 cột. Mã, tên, giới tính. Thiếu giới tính mấy đứa ạ? Đúng thế thật. Đúng không? Quên nè. Thấy chưa? Vậy là nó thiếu cái gì? Giới tính đúng không? Thì giới tính các bạn để 0 hoặc 1 thôi. Cái này các bạn để là 1. Đúng không? Để 1. Đấy, để 1. Còn cái avatar thì cô đang để là avatar. Đấy, ví dụ cái này cô để là avatar 1 đi ha. Cái nãy là có avatar 1 à? Đấy, để coi là avatar gì nhá. Avatar 1 rồi, ok. Cô để avatar nữa đi. Copy cái avatar vào nữa đi ha. Rồi, cái avatar của cô đâu? Copy luôn cái anh này vào. Đấy. Ok. Rồi, chạy lại nhá. Đấy, nó thiếu thật. Thế thôi. Con chưa lấy ra. Khi nào lấy ra tính tiếp. Đó. Nó bảo rất là cụ thể ha các bạn. Các bạn chịu khó đọc lỗi. Trong SQLite nó có 7 cột. Mà trong đó các bạn chỉ nhập có 6 cột thôi. Đó, nó bảo liền. Rồi, văng nữa nè. Đấy, coi lỗi gì. Đây. À, view holder must not attach when create, đảm bảo rằng path to attach to root parameter layout inflator. À, nó bảo lỗi cái root rồi, nhầm thì những chỗ đấy như để luôn cái sao root adapter đâu. À, đây cô xóa bớt đi nha. Đấy, không cần thiết. Đào thành viên cái này adapter nó bảo cái nạp group đây nè, view group. Bây giờ mình để null ha. Nó bảo cái này là attack không đúng group là nó cũng nguy hiểm ghê. Đấy, group cái thằng gì ta, thằng fragment thì nó mới để là parent và phone. Đấy. Okay.